Jackie Bong xin kính chào quý vị. Cao điểm vào ngày 4 tháng 4 là có 1 triệu người bị nhiễm bệnh COVID toàn cầu. 4 ngày sau, 8 tháng 4, 1.500.000 bị nhiễm và 89.000 đã tử vong. Tại Anh Quốc, Thủ tướng Boris Johnson cũng bị nhiễm bệnh và chở vào nằm trong phòng cấp cứu tại bệnh viện ở London. Còn tại Hoa Kỳ, số bệnh nhảy vọt đến 430.000 người với gần 15.000 người tử vong so với con số 10.000 ca nhiễm và 150 người tử vong trong tháng trước. Phó Tổng thống Mike Pence và các bác sĩ Anthony Fauci với bác sĩ Deborah Burx trong Ủy ban đặc nhiệm tại Tòa Bạch Ốc cùng với Tổng thống Trump đều kêu gọi tất cả dân chúng Mỹ ly khai, không đi ra đường, không đi làm việc, không mở cửa hàng buôn bán, đóng cửa công sở, nên hơn 7 triệu người đã ghi danh xin tiền bồi thường thất nghiệp trong đầu tuần tháng 4. Ngày 7 tháng 4, bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ tại tiểu bang Wisconsin đã được thiết kế trước đó cho ứng cử viên tổng thống. Sợ đi ra đường bị lây bệnh, cử tri xin dời lại ngày bầu cử đó, nhưng Tòa thượng thẩm của tiểu bang với đa số thành viên đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống dời ngày, buộc cử tri đảng Dân Chủ phải xếp hàng ra đường đi bầu. Tuân theo lời phán xét của tòa, một số cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu, đứng cách xa nhau 3 thước vì không muốn bỏ mất dịp bầu cử sơ bộ cho Phó Tổng thống Joe Biden. Nhưng nhiều cử tri khác đòi cho họ được bầu phiến diện absentee ballot. Vì hạn định ngày ghi danh bị chậm trễ nên chưa biết tòa xét xử ra sao. Bàn về bầu cử thì ứng cử viên Tổng thống Bernie Sanders tuyên bố ngày 8 tháng 4 là ông rút lui không tiếp tục vận động tranh cử nữa. Vậy thì sân chơi chỉ còn có Phó Tổng thống Joe Biden duy nhất đối đầu với Tổng thống Trump trong cuối năm nay mà thôi. Tự ly khai vì tình thế đại dịch, Phó Tổng thống Biden chỉ ra thông cáo hay được phỏng vấn trên mạng để tự vận động với vài hệ thống truyền thông báo chí tại dưới căn phòng basement trong nhà ông. Trong lúc đó, mỗi buổi chiều, Tổng thống Trump họp báo về bệnh tình COVID và được vận động miễn phí trên tất cả các kênh truyền hình lớn nhất Hoa Kỳ, cũng như được báo chí viết bài hàng ngày về ông. Tuy vậy, cuộc thăm dò trong tuần tháng 4 cho thấy có 38% cử tri toàn quốc ủng hộ chính sách chữa trị bệnh cho dân chúng sau khi thấy kết quả là COVID lây lan cao lên đến gần nửa triệu người bị nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, nếu từ đây đến ngày bầu cử mà kinh tế không phát triển tốt đẹp trở lại, thì cuộc bầu cử tổng thống sẽ ảnh hưởng đến chiến thắng của Tổng thống Trump. Cử tri cầu xin cho tình thế được cải thiện để dân chúng hưởng được an bình. Jackie Bong xin kính chào quý vị.